Hyundai Tucson thế hệ thứ tư hoàn toàn mới đã chính thức được liên doanh ô tô Hyundai thành công giới thiệu đến thị trường và khách hàng Việt Nam với thiết kế ấn tượng, trang bị tiện nghi cao cấp cùng khả năng vận hành vượt trội. Dưới đây sẽ là 8 điểm mới đáng chú ý trên Hyundai Tucson 2022 do Car Times tổng hợp và đánh giá. Tương tự đàn anh Santa Fe, Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được trang bị hệ thống khung gầm mới mang mã hiệu N3. Với thế hệ khung gầm mới, Tucson đem đến một trải nghiệm lái xe thú vị hơn, khả năng bảo vệ an toàn cho khách hàng tốt hơn, mang đến không gian nội thất được tối ưu rộng rãi hơn, đồng thời tăng tính khí động học, giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Hyundai Tucson 2022 thế hệ hoàn toàn mới, sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt là 4630x1865x1695mm. So với thế hệ thứ 3, Tucson 2022 dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm. Chiều dài cơ sở xe ở mức 2755mm, hơn 85mm so với thế hệ cũ, khoảng sáng cầm xe đạt mức 181mm. Hyundai Tucson 2022 là mẫu xe mới nhất trong quá trình chuyển đổi SUV của Hyundai, đặc biệt là về mặt thiết kế. Theo đó, Tucson là mẫu SUV đầu tiên của hãng được mang trọn vẹn triết lý thiết kế sensuous sportiness, thể thao và gợi cảm. Một trong những điểm nổi bật ở phía trước là đèn ban ngày, được thiết kế ẩn vào lưới tản nhiệt mang tên Parametric Dual Hidden Lights. Sự đổi mới này kết hợp liền mạch với công nghệ chiếu sáng hiện đại và lưới tản nhiệt cỡ lớn. Khi không kích hoạt, đèn pha sẽ tạo nên sự liền mạch với các họa tiết khác, tạo nên sự độc đáo và đầy tinh tế. Ngoài ra, toàn bộ đèn trên xe sử dụng công nghệ Full LED. Nhìn từ bên hông, xe có thiết kế vuốt cao dần về sau kết hợp với những đường cắt xẻ táo bạo. Nổi bật nhất phải kể đến là giải chrome kéo dài từ cột A và kết thúc tại đuôi xe. Xe được trang bị la răng có các kích thước từ 17 cho đến 19 inch, tùy từng phiên bản. Phần đuôi xe cũng nổi bật với một vài điểm nhấn thiết kế mới đáng chú ý, trong đó bao gồm đèn hậu LED Parametric Dual Hidden Lights. Ngoài ra, Tucson còn được trang bị cửa kính phía sau mang tính biểu tượng của Hyundai, cùng gạt nước được giấu bên dưới cánh gió sau. Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới sở hữu không gian nội thất tối đa hóa sự thoải mái và thư giãn cho người dùng. Khu vực bảng điều khiển trung tâm với điểm nhấn là màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay cùng khả năng Dual Connect hai thiết bị Bluetooth cùng lúc. Sẽ được trang bị hệ thống đèn LED nội thất có thể điều chỉnh 64 màu, giúp làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian. Sẽ được trang bị hệ thống điều hòa thông gió đa chiều, giúp gia tăng khả năng làm mát cũng như lọc không khí độc hại, giảm bớt hiện tượng làm lạnh cục bộ gây khó chịu với hành khách. Bảng đồng hồ thông số Full Digital được thiết kế không mùi độc đáo. Để giảm bớt hiện tượng lóa hình, các kỹ sư Hyundai đã thiết kế một lớp phim đặc biệt bao phủ lên bề mặt giúp hình ảnh sắc nét. Ngoài ra, Hyundai Tucson 2022 còn sở hữu một loạt các trang bị hiện đại như cần số điện tử điều khiển nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control thông minh, đèn pha và gạt mưa tự động, dừng xe thông minh Auto Hold, phanh tay điện tử, camera 360, sưởi và làm mát ghế. Xe sở hữu cốp điện thông minh tùy chỉnh 4 mức độ mở cùng chức năng khởi động từ xa với chỉ một nút bấm trên chìa khóa. Giống như mọi mẫu xe khác của Hyundai tại thị trường Việt Nam, Tucson vẫn được trang bị bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam với các tính năng được tùy chỉnh. Hyundai Tucson thế hệ thứ tư tại thị trường Việt Nam được trang bị thế hệ động cơ Smartstream hoàn toàn mới với 3 tùy chọn. Đầu tiên là động cơ xăng Smartstream 2.0i MPI, mã hiệu G4NM, cho công suất 156 mã lực và mô men xoắn cực đại 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Tiếp theo là động cơ Smartstream Diesel D2.0, mã hiệu D4HD, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô men xoắn cực đại 416 Nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Cuối cùng là phiên bản sử dụng động cơ Smartstream 1.6L TGDI mã hiệu G4FP cho công suất cực đại 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT. Lần đầu tiên tại Việt Nam, mẫu xe Tucson được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh H-Track. Giống như đàn anh Santa Fe, hệ thống này trên Tucson có thể điều chỉnh biến thiên tỷ số phân bổ lực kéo trên các bánh tùy theo Drive Mode được cài đặt. H-Track không chỉ đơn thuần là hệ thống giúp người lái vượt đường khó,
Nó còn giúp điều chỉnh khả năng vận hành của chiếc xe một cách an toàn, ổn định nhất thông qua hàng loạt hệ thống điều khiển điện tử. Ngoài ra, xe còn được trang bị khóa V-Sai trung tâm điện tử để giúp vượt địa hình phức tạp. Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới vẫn tiếp tục được duy trì các công nghệ an toàn vượt trội bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA, hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS, hệ thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW, hệ thống chống trộm immobilizer và hệ thống an toàn 6 túi khí. Ngoài ra, xe sẽ được trang bị thêm hệ thống an toàn Smart Sense thế hệ mới nhất gồm các công nghệ hiện đại như hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA, hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù BVM và BCA, hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA, hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control. Hyundai Tucson 2022 phân phối ra thị trường gồm 4 biến thể: xăng tiêu chuẩn, xăng đặc biệt 1.6 turbo, dầu đặc biệt với giá bán lần lượt là 825 triệu đồng, 925 triệu đồng, 1,02 tỷ đồng, 1,03 tỷ đồng. Như vậy so với thế hệ trước, xe có giá bán tăng từ 26 đến 90 triệu đồng. Đặc biệt do là mẫu xe được lắp ráp trong nước nên Hyundai Tucson sẽ được ưu đãi giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022 theo nghị định mới ban hành. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 trở đi, xe sẽ không được hưởng chính sách này nữa. Chính vì vậy, việc lựa chọn xuống tiền mua xe trong thời điểm này là điều đáng cân nhắc. Trên đây là toàn bộ những điểm mới của mẫu xe Hyundai Tucson 2022 vừa được ra mắt tại Việt Nam. Bạn đánh giá thế nào về mẫu xe này? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ và ấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều thông tin hay và hấp dẫn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!